vô. Đó, y chang nhà con mà. Nè, phòng sớm nè. Nó nằm bên đây thôi. Mở cửa cho hắn. À, y chang cái view đúng rồi. Cái view. Nó che em ở nhà. Dạ, đúng rồi. Được không? Ok mà. Ngày đây tính ra cũng im mà, đâu có gì đâu. Nó không, chủ yếu là nó không bên đây ok nè. Cái này cũng đâu nhiêu đâu. Cái này cũng đâu có thấy được nhiều nữa. Đây nè, căn góc của cái chú nãy là ngay góc đây nè, ngay góc ngay đây nè là nhìn thấy công viên luôn. Đó, S1. Còn cái này là cái sảnh nha. Cái này là cái hầm xe. Cái vị trí này nắng không tí? Nắng không? Cũng không nắng không à. Tại vì bị che rồi. Bị che bớt rồi. Chứ bên kia là nắng á. Bên một là nắng á. Nhận phơi lắp đây xíu nó lắp luôn rồi. Phải có mạng, phải có mạng mới làm được. Ừ, phải có mạng mới làm được. Bởi vì hôm qua mới hỏi chốt cái mạng nào để điều khiển công tắc được luôn các kiểu. À. Dạ. Bạn à, này con đón chứ. Bỏ bà lôi xuống đi cho khỏe. Style vậy. Rồi, ba con thiết bị điều khiển không ngoại. Để điều khiển máy lạnh trong TV. Và đây bộ điều khiển tâm. Khi mà mình kết nối với nét điện thoại rồi ha. Rồi mình gắn máy lạnh thì cái liên hệ đến số hotline. Kén lắm. Kén lắm, xài bệnh kén lắm. Dạ, toàn bộ bếp từ bếp nào cũng sẽ kén hồng hết. Dạ. Cái nồi thì con biết là kén nồi rồi, nhưng mà có người ta cho xài được bếp từ ở nhà là từ mình như cái hồng tới trang được. Đúng rồi. Dạ, cái đó thì bên cái đó thì nó kén hồng thôi, bếp từ nó sẽ không có sử dụng bao nhiêu này. Cái này là nước nguồn nha cô. Ủa anh thiếu nước hay là thích lạnh nóng lạnh cho anh hay là chưa thiếu nồi gắn máy nước nóng cho cô luôn, có tư vấn hỗ trợ con anh, tại anh làm quá hết rồi anh biết. Ừ, anh biết nó lạnh lắm hay là chưa thiết lập. Bên này là anh chỉ cho nè, bật hết điện rồi lên. Tắt mặt điện hết luôn. Được. Công tắc này thì cũng giống như công tắc ấy thôi chứ đâu có không có hư đâu, mà có bảo hành mà. Bữa giờ anh xài bữa giờ 4 tháng mấy 5 tháng thấy bình thường, với lại cũng không nghe cư dân phản ánh nữa. Không, nếu mà xài này không được đúng không? Xài này không được thì sẽ điều khiển trên app nè. Nha, app nè, app đang con này cũng hơi đáng lo. Ờ. Điều khiển trên app được á, điều khiển này. Bật lên cái đèn. Bật tắt được luôn, khỏi phải xài nút này. Nè cái này nó gắn sẵn hai dòi nè. Một bên nóng là bên đây, nóng lạnh, nó gắn sẵn dòi thôi chứ chưa có máy, đúng rồi. Cái máy nằm đây nè. Máy nằm đây, đó, máy xài được, ý là gắn sẵn rồi. Bật ngoài kia, bật bên đây, bật hết nút lên. Chưa mà, đó nó sáng thì mới đúng. Đúng rồi. Đó, rồi. Khi nào cái này xanh nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Lên, từ từ cứ bình tĩnh. Tá thá đi.
kích mặt bằng thì nó chuẩn rồi, coi mặt bằng đo lại cũng vậy à. Kích thước thì nó có bản vẽ hoàn công cho cô á, kêu bé đó kìa, mình test mấy cái mà gọi là nhìn thấy được á. Còn đó các bạn, vẽ hoàn công kìa, nó đo có chữ ký đâu hết rồi, chỉ coi là nước đồ kia nó chạy ok không thì điện đó, kiểm tra mấy cái này nè, mấy cái nổi ở trên á, rồi thử coi nó có bị ứ nước không, nó mấy trường hợp hay gặp á, nó có bị ứ nước không, vậy nó không có ứ là ok đó, rồi mấy cái này mình kiểm tra được. Thế là chạy nước xuống là được rồi, ok. Mấy cái này mình phải test ra để có mấy trường hợp nó bị á, không có test này kỹ là nó bị ứ nước, không phải làm lại nữa. Đó. Rồi gọi nước được cái nó có chảy ok không? Này bên phụ làm cho chị trong buổi sáng luôn á. Mẹ mua rồi mẹ. Ở đây có dân công nghệ đây mà. Hỏi cô chào. Phòng ngủ lớn lắm không cô? Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.